Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Hôm nay là 11 tây tháng 3 năm 2021. Em xin giới thiệu đến cả nhà lô bông trang Mỹ Hồng. Mỹ Hồng một cốt nha cả nhà. Và hiện tại là đang có hoa luôn. Mà hoa Mỹ Hồng đây cả nhà ơi. Lô Mỹ Hồng này là cao 1, 2, 4 tấc rưỡi nha cả nhà. Lô Mỹ Hồng này là cao 4 tấc rưỡi là 45 đến 50cm, 4 tấc rưỡi cho đến 5 tấc. Cây đang có nụ hết rồi nha cả nhà. Một cốt khách hàng đặt hàng bông trang Mỹ Hồng thân một cốt cao 45 cho đến 50cm, tức là 4 tấc rưỡi cho đến 5 tấc này thì để lại bình luận bên dưới. Đây là số điện thoại bên em sẽ điện lại tư vấn hoặc là liên hệ trực tiếp. Số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600. Bên em là có ship code giao hàng tận nhà và thanh toán tận nhà tại nhà như cả nhà. Hiện tại thì cây đang có búp và cả nhà mua về là vừa kịp để hoa bung nở ra và mình kịp chơi và chân thấy rõ cái mặt hoa luôn. Bên đây là búp còn nhỏ nè cả nhà. Hoàn toàn là một cốt không nha cả nhà. Để cả nhà xem nè. Trên này búp nhỏ nè. Cả nhà mua về chung được rất là lâu. Vừa kịp bông búp lớn vừa nở tàn thì sẽ đến cái anh búp nhỏ bên đây sẽ nở lên. Thân một cốt hoa. Xem nha. Tất cả đều là một cốt. Theo là lô bên đây là những cây cũng là một cốt nhưng mà ảnh tàn, ảnh nhánh nhỏ gọn hơn nha cả nhà. Lô này thì sẽ rẻ tiền hơn. Cái này là chậu C6. Chậu C9. Còn những lô này là chậu C6 nha cả nhà. Cũng nụ. Để cả nhà xem. Chậu 6 chứ ảnh cũng bông đồ nở rộ hết rồi. Thì
chậu sáo này là chiều cao của ảnh thì cũng là dao động từ 35 cho đến 40 cm, tức là 3 tấc rưỡi cho đến 4 tấc nha cả nhà. Đây chậu sáo cũng bông rất là nhiều luôn. Đây cả nhà xem chậu sáo mà bông của ảnh. Em sẽ đo chiều cao 1, 2, 4 tấc. Chậu bên này mộ Phật ạ, chậu này cũng 4 tấc luôn. Thân là già cứng cáp rồi nha cả nhà. Thân là cỡ lớn hơn chiếc đũa cỡ ngón tay út nha cả nhà. Tược thì ảnh là từ 3 cho đến 4 tược. Như chậu sáo này là từ 3 cho đến 4 tược hết rồi nha cả nhà. Đây, 1 tược, 2 tược, 3 tược, 4 tược ở trên. Bông vừa chớm nụ. Rất là đều cây luôn cả nhà xem nè. 4 tược. 4 tược rất là đều cây. Từ trên xuống từ bên hông ngang này. Tất cả đều 4 đến 5 tượng. Hàng có nhu cầu số lượng sỉ và lẻ bông trang Mỹ Hồng, chậu sáo và chậu chính. Chậu sáo thì cao từ 3 tấc rưỡi cho đến 4 tấc. Chậu chính thì cao từ 4 tấc rưỡi cho đến 5 tấc. Giá thì thỏa thuận inbox số điện thoại em để trên chuyên đề là 0911643600, và đó cũng là số Zalo bên em. Ở nhà cứ inbox vào số Zalo thì em sẽ báo hình, gửi hình qua cụ thể từng hình báo giá, rồi đi đến thống nhất thì mình mới thỏa hiệp và giao hàng nha cả nhà. Đây, bông bán rất là đều luôn. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn này của em. Cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã xem kênh YouTube và ủng hộ kênh bên em. Chúc cả nhà là luôn dồi dào sức khỏe, bạn sự như ý. Gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.